Bây giờ này thì mình sẽ mở hộp cái chảo chống dính green. Đặt khá lâu hôm nay mình hôm nay mới mở hộp mới khui ra. Sao họ gửi hàng khá là nhanh, đặt hôm trước sau về luôn. Thế mà cái chảo này khá là nặng. Rồi, không hộp cái gì à? Hơi ảo nhỉ. Size này là size 28 à, 28 đây. 28 cm. Mình nghĩ cái chuông này là khá là to ấy. Chảo chống dính inox cao cấp green. Rồi. Cái video này thì mình sẽ chỉ mở hộp thôi. Mình sẽ làm tiếp một cái video để test. Test xem là chống dính dán đậu, dán thịt, dán cá xem như thế nào. Thì khá là lặng, chảo lặng, khá là cầm, khá là lặng. Trông cũng cũng chắc chắn đấy chứ. Nhưng mà lặng, con này nó phải lặng gần 1 cân. Rồi, ok nhá. Video mình sẽ làm một riêng một video để dùng thử.